Gửi mẹ. Con không biết con có đủ dũng cảm để gửi mẹ lá thư này không, hay con chỉ đăng lên cho cả thế giới biết mà một mình mẹ lại không biết. Mẹ có biết con có nhiều điều muốn kể với mẹ, nhưng con không hiểu sao một bức tường vô hình khiến con không thể, cũng một phần vì sợ mẹ lo lắng. Cuộc sống một thân một mình nhiều lúc khiến con mỏi mệt, nhưng mẹ có biết con đã lớn hơn rất nhiều so với trước kia hay không? Con đã tự biết gấp chăn màn mà không cần sự trợ giúp của mẹ, tự biết dạy học đúng giờ, tự biết chăm sóc bản thân, ốm thì tự biết mà đi mua thuốc, và tự biết nấu những món ăn của mẹ mà thi thoảng con thấy thèm. Con đã biết thêm những sở thích mới và gặp gỡ những bạn bè mới, còn vô vàn những thứ mà con tự biết nữa, mẹ à. Cứ mỗi dịp Tết đến, thấy gia đình người ta sum họp đầm ấm. Nhiều lúc, con cũng thấy mình chạnh lòng và con ước con có thể chạy về nhà thật nhanh để ăn cơm với mẹ. Đôi khi, con phải tự mình mạnh mẽ để vượt qua những áp lực cuộc sống. Nhiều lúc mẹ gọi con chỉ biết tự giấu đi những nỗi buồn và nụ cười thật to, kể những chuyện vui hôm nay con đã làm gì. Mẹ ơi, con nhớ nhà, nhớ bố mẹ và nhớ cả em lắm. Con nhớ được mẹ chăm sóc, con nhớ những món ăn mẹ nấu, con nhớ cách mẹ nhắc nhở từng ly từng tí một. Buồn cười nhỏ, hồi bé con cứ mong mau lớn để rời xa vòng tay của mẹ. Nhưng đến khi đi rồi, con mãi muốn là có đứa con bé bằng của mẹ. Con biết thời gian của mẹ là tỷ lệ nghịch quãng đường thành công của con. Con chỉ mong đến một ngày nào đó mẹ thấy và tự hào về con. Con yêu mẹ. Con của mẹ.
Alo mẹ à. Hôm nay ở bên này con không làm gì hết á. À mẹ ơi. Có chuyện gì không ba? Con nhớ mẹ. Đối với tôi, Tết là chặng đường của những người trẻ trưởng thành. Tôi tự hỏi lòng mình rằng không biết bao lâu nữa tôi mới có thể đón một cái Tết đầm ấm bên cạnh gia đình. Tôi trong giờ phút này không có câu trả lời. Chưa thể có. Còn bạn thì sao?